Trong lịch sử nhân loại có rất nhiều bí ẩn, bí mật phải gác lại bởi nhiều lý do khác nhau. Nhiều truyền thuyết nghi án nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới có thể vì thời gian xảy ra quá lâu, dấu vết đã bị vùi lấp và thiếu tư liệu lịch sử để xác minh rõ ràng sự thật, khiến người đời vẫn tiếp tục dây dứt nghi vấn. Con thuyền vuông Noe trong truyền thuyết có thật trong thực tế hay không? Cuộc chiến thành Troy từng tồn tại trong lịch sử. Ai là người đầu tiên thực sự tìm ra châu Mỹ? Vì sao cái chết của nữ thần gợi cảm Marilyn Monroe có liên quan đến anh em tổng thống Mỹ Kennedy? Vì sao nền văn minh Maya đột nhiên biến mất? Vì sao tượng thờ Mỹ Châu ở Cổ Loa lại không có đầu? Đại sư Từ Đạo Hạnh trút xác làm vua ra sao? Vì sao Thái hậu Dương Văn Nga lại lấy hai ông vua? Ai thật sự là kẻ ám sát Lê Thái Tông ở Lệ Chi Viên? Vì sao Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh hóa hổ giết vua? Mạc Đăng Dung, Trần Thủ Độ có công hay tội? Vì sao Bảo Đại không phải con Khải Định? Vậy hôm nay xin mời các bạn hãy cùng Cà Phê Không Đường tìm chìa khóa cho những lời giải đáp đó ở chương trình Những Nghi Án Kỳ Lạ trong lịch sử Việt Nam và thế giới nhé. Vì sao Tào Tháo không xưng đế năm 155-220 sau Công nguyên? Tào Tháo sinh năm 155, mất năm 220, tên thật là Mạnh Đức, thuở nhỏ gọi là Aman, người huyện Tiều, nước Kỳ Bái thời Tam Quốc. Ông là nhà chính trị, quân sự, văn học nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, có tiếng là Giang Hùng. Thời trẻ nhờ công trạng trấn áp khởi nghĩa Hoàng Cân, Tào Tháo đã được phong làm Tế Nam Tướng. Từ năm 196, năm Kiến An thứ nhất trở đi, ông bắt đầu nỗ lực xây dựng cơ sở để leo lên vị trí quyền lực cao nhất. Đến năm 203, năm Kiến An thứ 8, Tào Tháo đích thân đến Lạc Dương triều kiến Hán Hiến Đế, sau đó ép Hán Hiến Đế rời đô đến Hứa Xương, biến ông ta thành một hoàng đế bù nhìn trong tay mình. Sanh thế ép thiên tử lệnh chư hầu, Hán Hiến Đế phong Tào Tháo là đại tướng quân, tước Vũ Bình hầu. Sau này Vương Thiệu bất mãn, Tào Tháo mới nhường chức đại tướng quân cho ông ta, còn mình làm tư không kiêm xa kỵ tướng quân. Từ đó Tào Tháo chính thức ra mặt chủ trì triều chính. Theo sự lớn mạnh của thực lực, sự khống chế của Tào Tháo đối với triều chính ngày càng nghiêm ngặt. Tháng 4 năm 217, năm Kiến An thứ 22, Hán Hiến Đế ban chiếu cho phép Tào Tháo khi đi ra ngoài, giống như hoàng đế, có thể dùng cờ vướng, duy chỉ có thiên tử mới được sử dụng, và một đội quân bảo vệ nghiêm ngặt, dân chúng không được đi lại trên đường. Tháng 5 năm 217, Tào Tháo xây dựng phán cung, cung điện của chư hầu phía trước có hồ nước, học cung, cung điện của chư hầu sử dụng giống như văn miếu mà chư hầu có quyền sử dụng. Đến tháng 6 năm 217, ông lại bổ nhiệm quân sư Ho Hâm làm ngự sử đại phu. Tháng 10 cùng năm, Hán Hiến Đế ban chiếu cho phép Tào Tháo khi lâm triều, giống như thiên tử, đội mũ đặc biệt có 12 dây ngọc, đi xe bịt vàng bạc, 6 ngựa kéo. Đồng thời, phong con cả của Tào Tháo là Ngũ Quan Trung Lang Tào Phi làm thái tử nước Ngụy. Chỉ trong một thời gian ngắn, Tào Tháo đã hoàn thành tất cả sự chuẩn bị để cướp ngôi hoàng đế và thế tập quyền lực. Trên thực tế, Tào Tháo không những đã nắm toàn bộ quyền lực của triều đình mà còn biến mình trở thành một vị hoàng đế thực sự. Về mặt hình thức, ông chẳng khác gì một vị hoàng đế. Điều duy nhất mà Tào Tháo chưa đạt được chỉ là danh hiệu của một vị hoàng đế mà thôi. Trên thực tế, ý đồ thay thế nhà Hán của Tào Tháo đã có từ lâu, nhưng cho đến chết ông cũng không lật đổ nhà Hán. Có lẽ ông nhường chuyện này cho con trai Tào Phi thực hiện. Vì sao Tào Tháo không xưng đế? Theo nghiên cứu, chủ yếu có mấy nguyên nhân sau. Thứ nhất, Tôn Quyền khuyên Tào Tháo xưng đế xuất phát từ lợi ích của mình. Đầu tiên, ông ta cho rằng như thế có thể được Tào Tháo tín nhiệm, từ đó hòa giải quan hệ Ngô Ngụy. Bản thân mình có thể chuyên tâm đối phó với quân thục. Sau chiến dịch Tương Phàn, để cướp lại Kinh Châu trong tay Lưu Bị, Tôn Quyền tập kích sau lưng Quan Công, giúp Tào Tháo trừ hậu họa. Từ đó quan hệ liên minh Ngô Thục kéo dài 10 năm đã kết thúc. Lúc này Tôn Quyền rất cần hòa hoãn mâu thuẫn với Tào Tháo, nếu không sẽ rơi vào cảnh chiến đấu trên hai mặt trận. Kỳ thực Tôn Quyền cho rằng nếu Tào Tháo xưng đế, tất sẽ bị các thế lực ủng hộ nhà Hán phản đối. Vì vậy ông ta sẽ rơi vào cảnh khốn khó, giảm nhẹ sự uy hiếp đối với Đông Ngô. Tào Tháo biết rõ ý đồ của Tôn Quyền nên đã không dễ mắc lừa. Thứ hai, xét tình hình lúc đó, nếu cố tình xưng đế, Tào Tháo sẽ rơi vào tình thế bị động về chính trị, bởi thế lực ủng hộ nhà Hán sẽ nổi lên chống đối quyết liệt. Bản thân ông đã có kinh nghiệm xương máu về việc này. Sau khi ông được phong là Ngụy Công, tiếp đó là Ngụy Vương, rất nhiều thế lực trong nội bộ nổi lên phản đối. Vì vậy, tốt nhất đối với Tào Tháo lúc này là duy trì con bài Hán Hiến Đế để phủ dụ phái ủng hộ nhà Hán. Thứ ba, năm 210, năm Kiến An thứ 15, Tào Tháo từng tuyên bố tuyệt đối không có ý đồ thay nhà Hán. Nay nếu đột nhiên thay đổi chủ trương, phủ định lời tuyên bố của mình sẽ gây ảnh hưởng bất lợi đối với uy tín của chính ông. Thứ tư, Tào Tháo là người rất thực dụng, chỉ cần nắm thực quyền, còn hư danh không quan trọng. Thứ năm, năm 219, năm Kiến An thứ 24, Tào Tháo đã 65 tuổi rồi, không còn sống được bao lâu nữa, vì vậy cũng không thiết tha với việc xưng đế. Sau khi phân tích lợi hại của việc phế bỏ nhà Hán, Tào Tháo đã quyết định giữ lại nhà Hán, mặc dù nhà Hán lúc đó không còn thực lực, chỉ còn hư danh mà thôi. Các bạn vừa xem những nghi án kỳ lạ của Việt Nam và thế giới. Nếu các bạn có suy nghĩ gì, hãy bình luận phía bên dưới và đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ cho Cà Phê Không Đường nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.